đang chơi trên phố, em cứ tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát, dù không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Thì có ai đó không thích tôi, vẫn nhìn tôi đây thôi. Thì có ai đó lên tiếng chờ, tôi cần chỉ lắng nghe. Thì có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở chính mình. Come on guys. Dọn nhà ấy, phá nhà đấy. Lại đây, lại đây. Anh có cái này hay lắm. Cái gì mà hay vậy? Nhìn nhá. Phan Linh, có phải con vừa làm rơi con lợn này không? Không ạ, con lợn của con bé và ít tiền hơn nhiều ạ. Ồ, thế à, có phải là con lợn này không? Dạ, vâng ạ. Ồ, là con này à? Con thật là một người trung thực. Rất là cảm kích con, nên ta sẽ trả lại cho con lợn này, đồng thời tặng luôn cho con lợn này của ta. Cảm ơn ông bụt lợn đất. Anh định trêu em đấy à? Không, anh tặng em thật mà. Cầm lấy đi. Còn cái này là để tặng Mai Lâm. Mai Lâm, cái này là anh tặng em. Có thể nó sẽ rộng hơn so với em đấy. Nhưng đồ của anh ý toàn là đồ hiệu thôi. Không mặc được ý thì cũng cố mà mặc nhá. Thật à? Sao anh biết là em thích áo kẻ caro? Có gì mà anh không biết cơ chứ. Đồ đô mà. Anh đâu? Thế còn em? Yên tâm đi, không thiếu ai cả đâu. Nhìn này. Đây là hộp kim chỉ thần kỳ, 24 màu khác nhau. Em có thể dùng để may những chiếc váy đẹp nhất, những chiếc áo đẹp nhất. Tặng em đấy La La. Hoan hô anh đâu vô địch. Có ai biết điện thoại của tớ đâu không nhở? Có phải đây không? Đúng rồi. Ơ, có điện thoại này. Alo. 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 Thế nào rồi Linh Sinh ơi? Ôi giời ơi, đang ngủ gà ngủ gật đây này. Chả hiểu sao tôi nhìn thấy một đống công thức này lại buồn ngủ ấy chết đi chứ. Thôi cố lên, thứ hai kiểm tra rồi đấy. Hay tối mai sang nhà tớ học nhóm đi. Có gì không hiểu tranh thủ hỏi luôn chị gia sư của tớ. Ừ được đấy. À, mà tớ vừa mơ kinh cục. Anh đồ ú nhà tớ ấy, tự dưng đem cho bọn mình bao nhiêu đồ. Nào là tiền xu này, lại còn cả quần áo nữa. Không biết có phải điểm lành không? Linh! Cô vừa bảo ai đèo ú đấy à? Hả? Dạ không ạ! Không muốn chuyển điện thoại nữa! Sang đây anh bảo nhanh lên! Chờ em một tí! Cô nói tiếp đi! Mơ thế kể ra cũng sợ thật! Nhưng thôi! Tập trung học ôn đi đã! Rồi mơ gì thì mơ! Mai 7 giờ nhá! Đúng giờ đấy! Ok! Thế nhá! Bye! À, bảo sáng ngay cơ mà. Này, tình hình là tối mai đi diễn nhá. Phụ này hơi gấp đấy, nhưng mà cô phải giúp anh thôi. Tập ngay cho anh mấy bài mới. Mấy bài như kiểu như là... Không nhá. Thứ hai em kiểm tra đại số một tiết rồi. Mai lại còn phải sang nhà La La học nhóm nữa chứ. Không hát hò gì đâu, kệ anh. Không hát hò gì đâu à? Hả? Cô nói dễ nghe thế. Hợp đồng tôi đã ký kết rồi đấy. Chẳng mấy khi người ta chủ động mời show mình đâu. Cả hè đã ế chỏng ế trơ ra rồi. Cô làm thế nào thì làm đấy. Đừng để tôi phải cáu giận nhé. Biết chưa?
biết nỗi cáu giận của Đô Đô chưa? Hả? Sao lại thế được? Cái gì thì cũng phải hỏi bọn mình trước chứ. Tớ không bỏ học và đi hát đâu nhá. Với lại tớ hẹn gặp chị Gia Sư rồi, chẳng còn buổi nào nữa cả. Mà anh Đô cũng buồn cười thật đấy. Đang lúc người ta ôn thi, tự nhiên cứ đi nhận show. Chả biết ra làm sao nữa. Tớ lo lắm. Bài thì nhiều, lại còn khó nữa. Mỏng mãi mới có người để hỏi, vậy mà bây giờ lại phải đi diễn. À, hai bọn mình gặp anh Đô để hỏi cho ra nhẽ đi. Chứ không cứ học hành xong rồi lại đi hát thế này thì chết mất. Mà mẹ cậu mà biết ý thì bọn mình có thành nghệ sĩ giấy. Nói chuyện với anh Đô á, tớ thả nói chuyện với đầu gối còn hơn. Hay là bọn mình mách mẹ cậu đi. Mách mẹ tớ á? Thế thì khác nào đụng vào ổ kiến lửa. Đến lúc đấy ý, thì đừng có mong đi Đô với Chả Lama. Thế thì thôi vậy, bọn mình xù đi. Anh ý ký hợp đồng thì anh ý diễn, thế là xong. Không nói thế được, bọn mình phải tìm cách khác chứ. Ai lại làm như Chí Phèo? Không Chí Phèo thì như thế nào bây giờ? Hở bà già Bolshevik. Thôi, hay là có gì tớ về hỏi anh ý xem sao. May ra anh ý lại đồng ý. Hãy ban cho.